bến đổ vàng trăng vàng in đáy nước. Gió đông lạnh buốt như cờ cắt anh hùng. Đâu rồi người bán tình chúng đều hiểu sương khói. Điều hiểu sương khói lạnh lùng có cây. Bớ đò hãy qua nước ta qua sông bớ đò. Ai ai lên tiếng kêu đò dưới bến. Nghe hình như giọng nói quen quen. Phải, hạng võ này đang gặp lúc tay. Nhờ hình trưởng đưa ta qua bên. À, thì đã ngài là hạng võ Sở Ba Dương đây mà. Tại sao ngài nghĩ đâu mà nhất nhân nhất mà. Gió đông phong tới ta mạnh nhung bào. Rồi còn 8.000 tử đệ ở nơi đông. Sao không thấy đứng hầu bên chủ nước vậy cơ ngài? Đình trưởng ơi, mang chi cả những trời không được. Ta phải xa cơ vì quỷ thế của lưu bang. Giữa đêm ta là sông cả mơn mây. Bến đô giang lại đành cạn lối. Sao lưng thì mình mờ khói lửa. Lần đầu gặp nhau ngài còn uy nghi một võ tướng đương thời. Tiếng quân reo ngựa hí vang trời. Đón nhịp sau lưng có 8.000 tử đệ. Sao đến ngày này lại quá đổi tan thương. Ngỡ lòng tay cương chín đi mờ cánh bụi. Mắt rưng rưng giọt lệ anh hùng. Ngài khóc người yêu hay hận bước đường cùng. Phải lần thứ nhất ta đến nơi nước mắt. Nhưng không phải lệ yêu hẹn khóc cạnh xa cơ. Ta không quá chưa gió giật giờ
sợ Bá Dương phải nhất nhân nhất mã, lạnh lùng trong gió ngựa nẻo biên thuyền. Ngài có như chăng đã có lần ngài nhờ tôi đưa khỏi bên sông này? Khi ấy tôi có hỏi ngài đã kiếm một phần gian sang đánh hơn vậy chứ lòng chân, ngài đã kiếm được hay chưa? Ngài làm tin ngạo nghễ nhìn tôi, nheo đôi mắt không trả lời câu tôi hỏi. Vậy lâu ngài bút cơm và cắt tiếng cười rộn ra, một cánh tay cũng là đất liền trời. Mà ngày nay ai có ngờ quy quyền không, cung điện cũng không, người yêu mắt cơ đồ cũng mắt. Ngài ơi, khi người ta muốn chinh phục lòng dân bằng uy quyền võ lực thì gấm dốc sơn hà đâu hưởng được bền lâu, thì đó ngài có thấy không? Trước kia ngài tới đây với mấy vạn tân binh, một tiếng thét nước Âu Giang còn giật mình sám mặt. Rồi hôm nay sao cơn bình biến, ngài đi đâu lờ làm có một mình? Ngài ơi, có lẽ hôm nay ngài mới biết thế nào là cay đắng nhục chinh. Đời đâu có chi dựng bền trường cô, mảnh trăng mới khuyết chưa tròn, tay không hạng gió lại hòa tay không. Đình trưởng ơi, ngài nổi chi phải, ta bây giờ là một tên chiến bài, cả một thời quanh liệt đất giới đông. Đến ngày nay sự nghiệp đã hoàn không, ta còn muốn sang sông làm chi? Tôi tuy là kẻ nghèo đò chốc nát, thấy chuyện đời thì cũng bàn bạc một vài câu, nhưng trước tình cảnh của ngài dạ tôi cũng nao nao. Vậy mời ngài xuống bến để tôi đưa dùm làm nghĩa. Một kẻ tàn binh chiến bại vừa xa trường, bao kẻ vì ta đã trở gục bên đường. Ta cảm ơn đã nói với ta những lời vua chết mà tiếng quá buồn. Đau đớn lòng ta, bởi năm xưa ta đã từng quạnh liệt cõi gian đông, một tiếng thét núi sông còn đúng chuyện. Ngày hôm nay sao cơn binh biên, ta lại trở về đây với một tâm thần tàn. Lại bên mình không một đứa tàn quân, chẳng biết ta xa xơ vì tiếng sáo của trương lương, hay cũng bởi vì lòng dân ly tan. Thôi tôi tình dưỡng ơi, ai cắt đầu
đừng làm chi cho đau đớn sợ ba dương tôi rồi số phận một võ tướng anh hùng tên tất thế thần cùng người gục ngã viên sinh nhớ thở còn liệt quanh khắp một cõi gian đông đồng ba đào coi lửa binh đao cho hay sự nghiệp say đắm trên xương máu của dân lành rồi sao cũng tan tành còn đâu bà danh bên nổ giang nước sông chiều cuồn cuộn còn vang lên tiếng sao nào.